Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã tổ chức chương trình trao cho biên sách cũ một cuộc đời mới nhằm lan tỏa thông điệp Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023 với chủ đề Nhận thức đổi mới, sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn. Đồng thời hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2023, chương trình trao cho biên sách cũ một cuộc đời mới nhận quyên góp các loại sách để gửi đến các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới nhằm tiếp thêm động lực giúp cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, an tâm học tập trong năm học mới. Đồng thời, chương trình còn nâng cao văn hóa đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp cận nhiều hơn với con chữ, hình thành thói quen đọc sách. Song song đó là hoạt động thu nhận pin cũ, góp phần hạn chế được số pin vứt bừa bãi, nâng cao ý thức của mọi người, giảm thiểu tác hại đến môi trường. Chương mục Chuyện Ngày Mới hôm nay xin được chia sẻ đến quý vị hoạt động vô cùng ý nghĩa này. Một ngày thật đẹp. Nắng ấm chan hòa khắp muôn nơi và khoảng sân trước Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh như một ngày hội đầy âm thanh vui nhộn, cùng rất nhiều gương mặt lấp lánh những nụ cười rạng rỡ. Bằng ngôn từ ngắn gọn là trao, chương trình đầy ý nghĩa này đã gửi đi một thông điệp giản dị nhưng tràn đầy cảm xúc, bảo vệ môi trường và truyền đi những giá trị nhân văn, giúp các em nhỏ xa xôi có thêm điều kiện để đọc và để học tốt hơn. Thật sự phải nói là rất là hạnh phúc, rất là xúc động. Bởi vì khi mà ý tưởng của mình được đề xuất và hiện thực hóa như thế này và nhận được sự ủng hộ, đồng hành. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là dành cho trẻ em, cũng như là góp phần bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Hơn 5.000 viên pin, hơn 19.000 quyển sách và truyện, 1.000 phần quà, 1.000 phiếu giảm giá sách giáo khoa và rất nhiều nữa đã được trao trong buổi sáng 11 tháng 6. Đã có rất nhiều sự đáng yêu, tử tế, sẻ chia mà chúng ta trao cho nhau với niềm hạnh phúc được lan truyền trên từng gương mặt, cả em thơ cho đến các bậc cha mẹ và cả những cụ già. Đại gia đình TTV11, mỗi người một sức đã cùng với rất nhiều mạnh thường quân đã làm nên một chương trình về những điều tử tế để gửi đến cộng đồng. Và chính sự chung tay từ cộng đồng đã làm cho trao trở nên mạnh mẽ, sâu sắc và chân thành. Bằng cách trao, các em nhỏ đã nhận lại cho mình rất nhiều giá trị để hiểu thêm vì sao chúng ta phải chung tay bảo vệ môi trường, vì sao phải trao để các em nhỏ từ những vùng xa xôi nhất có thêm những cuốn sách để đọc, những cuốn sách giáo khoa để học mỗi ngày. Trao ở đây thì mang một cái ý nghĩa rất là nhân văn, có nghĩa là mọi người đến đây, các tổ chức cá nhân đến đây đều trao cho sách một hành trình mới và trao cho biên một cuộc đời mới. Như chúng ta đã biết thì các nhà khoa học đã chứng minh rằng mỗi một cục biên tuy là rất bé nhưng mà nếu thải ra môi trường không xử lý đúng quy cách thì nó sẽ dẫn đến hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe giống nòi. Một cục pin người ta chứng minh rằng nó sẽ ảnh hưởng ô nhiễm 500 lít nước hoặc là ảnh hưởng 1 mét vuông đất trong thời gian là 50 năm. Thì thông qua chương trình này chúng tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực là nhằm nâng cao nhận thức, đặc biệt là trong các em học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, hành tinh sống của chúng ta. Hãy thu gom pin đã qua sử dụng để mà trao cho cái lễ hội này, để chúng tôi trao cho các cơ quan chức năng người ta xử lý đúng quy trình, như thế là sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Không những từ những chương trình này mà có nhiều chương trình trước đây chi đoàn cũng đã từng tham gia, thì vai trò của chi đoàn thì luôn luôn xung kích đi đầu trong cái hoạt động phong trào và sức trẻ, và sẽ cống hiến hết mình, đưa ra những ý kiến sáng tạo, những cách làm mới để thể hiện cái vai trò của đoàn thanh niên trong cái hoạt động của phong trào của cơ quan cũng như là các hoạt động phong trào của chi đoàn trong đơn vị. Hoạt động này rất là ý nghĩa và nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhận thức về việc bảo vệ môi trường cũng như là tái chế. Và hôm nay em rất là vui khi đến với chương trình và em hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như này hơn. Thì em thấy cái lễ hội này nó khá là vui và khá là ý nghĩa với tất cả mọi người trong đây luôn. Thì kiểu mình bỏ đi thì mình cũng không cần bỏ đi, mà mình đưa người khác xài, trao người khác thì nó cũng khá là thú vị và cũng có ích cho môi trường. Các nhà tài trợ đã cùng giúp sức để trao có thêm nhiều cơ hội lan tỏa rộng hơn, xa hơn, đến mọi người và muôn nơi,
để cho trao không chỉ là một chương lan tỏa những giá trị tử tế, mà chính là để cho những giá trị tử tế ấy trở thành bản chất của cuộc sống, nuôi cho tâm hồn trẻ thơ các em thêm niềm tin yêu vào cuộc sống này. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà được một trong những đơn vị được đồng hành cùng chương trình rất là ý nghĩa như thế. Thì hiện tại thì ở công ty cũng đã có những công ký hợp đồng với lại các cái đơn vị mà thu gom rác thải độc hại. Thì sắp tới về thì lần này thì sẽ cũng sẽ tổ chức những cái buổi giống như là tuyên truyền cho người công nhân ý thức hơn thêm về vấn đề mà tách rác thải độc hại ra. Trào vẫn tiếp tục cuộc hành trình thú vị của mình, vẫn tiếp tục nhận sách và pin cũ từ mọi nơi gửi về. Một chương trình thật hữu ích đúng không ạ? Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, chương trình trao cho pin sách cũ một cuộc đời mới còn lan tỏa nhiều hơn những giá trị tích cực, giúp cho các em nhỏ vùng biên giới Tây Ninh có thêm điều kiện tiếp cận với con chữ, đồng thời chung tay bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất thiết thực nhất. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình để góp phần lan tỏa xa hơn những điều tốt đẹp cho cuộc sống.